bên nhau này bạn thân ơi, ngồi lại bên nhau cùng hát ca. Bạn bè thân yêu cách xa như bông hoa nở cùng một thời, còn như cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, về ngày hôm nay với bao ước vọng. Nắm chặt tay ta bước vững vàng, lấp lánh trao nhau nụ cười. Nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng, và những ngân nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thắp sáng trong tim bạn bè, những ước mơ nước muốn với bao hy vọng. Những sóng gió bao tố có nhau trong đời, và nhớ gắng sống xứng đáng cho nhau. Bạn bè thân yêu cách xa lâu rồi, giờ ngồi bên nhau hát ca vui đùa, truyền lại cho nhau hơi ấm bạn bè. Ngồi lại bên nhau kể chuyện nhau nghe, chuyện buồn chuyện vui chuyện chúng ta. Về ngày xa xưa ở bên ngôi trường, ngày hôm nay với bao ước vọng. Nắm chặt tay ta bước vững vàng, nhớ những lúc gắn bó bên nhau hôm nào. Nhớ ánh mắt lấp lánh trao nhau nụ cười. Nhớ tiếng nói tiếng hát thiết tha trong lòng, và những ngân nước mắt của ngày chia tay ta xa nhau. Hãy thắp sáng trong tim bạn bè. Ông bàn ông cai quản bản xứ, tâu lại long cần thổ địa, tâu lại tất cả chư vị Phật hạnh, chư vị thần linh, tâu lại vong linh của đồng chí Trần Phú. Hôm nay chúng cháu là Nguyễn Anh Dũng đại diện cho toàn thể tập thể lớp 12 Y niên khóa 1983-1986 trường trung học phổ thông Trần Phú, cùng với thầy giáo chủ nhiệm cụ là Trần Anh Tuấn. Hôm nay chúng con về đây với cái lễ mỏng lòng thành, cái hương ngọn khói cùng là hoa thơm kính dâng lên bác, cầu mong cho bác sống khôn chết chiêng, mối yên mà đẹp, linh hồn siêu thoát, sớm tìm về nơi cực lạc, phù hộ cho tổ quốc quê hương đất nước được bình an mạnh khỏe, vui vẻ hạnh phúc, phù hộ cho toàn thể các bạn bè trong lớp 12 Y cũng như các thầy cô
cháu được bình an mạnh khỏe, gia đình vui vẻ hạnh phúc và xử lý thì xử như mong. Chẳng có gì nhiều, với lời mong lòng thành chúng cháu kính dâng lên bác, cầu mong bác linh thiêng phù hộ độ trì. Ngọn đôi người yên nghỉ. Trong 30 năm qua, sau khi tốt nghiệp ra trường, các bạn đi về muôn phương để xây dựng Tổ quốc, xây dựng cuộc sống mới. Thì đến hôm nay, cũng có nhiều người trong lớp chúng ta thành đạt, có nhiều người ở lại hậu phương để xây dựng gia đình, xây dựng quê hương. Hôm nay chúng em về đây với tấm lòng thành kính là thăm lại trường xưa, thăm lại các thầy các cô với lời là thân thương trìu mến, xin gửi tới các quý vị thầy cô cùng tất cả các em học sinh khóa sau với một lời chúc chân thành mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an, may mắn và thuận lợi trong cuộc sống. Thì hôm nay chúng em về đây cũng chẳng có gì nhiều, thì có một chút quà mòn xin gửi về nhà trường để làm một cái kỷ niệm
Mong rằng những cái năm tới, cũng như thầy hiệu trưởng đã nói, chúng em sẽ kết nối để làm thế nào đó một ngày chúng ta mở rộng ra, để có thể là hôm nay là chúng em tổ chức một lớp, có thể là 50 năm sau hoặc là một vài năm sau chúng em sẽ tổ chức thành một khối để về đây. Trước tiên là thăm hỏi trường, thứ hai nữa là có điều kiện để ủng hộ nhà trường để xây dựng cái trường lớp của chúng ta trở thành một cái trường kiểu mẫu của quốc gia. Thì chẳng có nhiều hơn thì cũng xin kính gửi đến quý thầy cô cùng với tất cả các bạn một lời chúc chân thành và tốt đẹp. Xin cảm ơn. Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỷ niệm. Kỷ niệm thân yêu ơi, sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô. Bạn bè mến thương ơi, sẽ còn nhớ những lúc dẫn hơn. Để rồi mãi chia xa, lòng chưa sang niềm thiết tha. Như bạn bè, như mái trường xưa. Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nguyện ngồi. Thời gian sao đi mau, xin hãy đừng trôi. Dù vẫn mãi luyến tiếc khi đã xa rồi. Bạn bè ơi vang đâu đây, còn giọng nói tiếng cười. Những nơi nhớ niềm thương gửi cho em. Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian chờ đợi. Bên nhau tháng ngày, cho nhau những hoài niệm để nụ cười. Còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những kỷ niệm xưa. Để nụ cười còn mãi lắng trên hàng mi, trên bờ môi và trong những
để cho em lo bước thân sớm vui một đàn trẻ xanh đầm đìa làm gì quê với Hà Tình người xin mời quý thầy cô giáo cùng với tất cả các anh chị thưởng thức ca khúc Câu Đợi Câu Chờ, một sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Sinh với phần hiện của bạn Thiên Nhẫn. Ngày ấy bên bờ sông La, anh nghe câu hò dài, đêm đời anh đi xa. Để ngàn lần anh nhớ mãi. Ngày ấy con đò đưa tình một người lữ khách qua sông. Người ơi cháu mà sâu tận câu thương câu đời câu chờ. Nay nhớ trở về bên dòng sông. Là ca khúc Tình Ta Biệt Bản Đông Xanh do Thanh Sơn và Thiên Nhật trình bày.